Phi Nàng xin kính chào quý vị trở lại với câu chuyện với giáo sư Phạm Bá Đức. Đây là phần cuối của tuần lễ hôm nay. Phi Nàng muốn hỏi giáo sư, thế thì giáo sư nói cái tính lãng mạn của những người sống tại Di Linh nó ảnh hưởng như thế nào đối với văn chương thi phú của những nhà thơ, nhà báo và kể cả những nhạc sĩ? Phi Nàng biết là có rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam trưởng thành và lớn lên và cũng thành danh từ cái vùng đất cao nguyên Đà Lạt, Di Linh. Vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào? Vâng, tự nhiên là cái phong thổ nó hoàn toàn ảnh hưởng rất nhiều lên đời sống của con người và làm gợi hứng cho biết bao nhiêu là tác phẩm về văn chương, nghệ thuật cũng như hội họa. Phong thổ của Di Linh như chị cũng biết là đó là vùng đất cao nguyên. Và nói cao nguyên thì nó có sương mù, nó có núi, có đồi và đặc biệt ở Di Linh lại có vườn trà, những đồn điền cà phê. Những cái đó nó tạo ra một cái không gian vô cùng khoáng mát, nó làm cho con người lúc nào cũng cảm thấy rằng là mình có thể trở thành một người thi sĩ hoặc là một nhà hội họa hoặc là một nhà văn sĩ. Một trong những tác phẩm của nhà văn Phạm Quốc Bảo, anh có nói về Vực Hồng, nơi đó có tả là một cặp vợ chồng chán ngán đời sống của đất Sài Gòn, kéo nhau lên định tu tiên tại Di Linh. đất Di Linh. Vâng. Vâng, sau đó trong cái tác phẩm đó nói lên những cái tâm lý và những cái cảm xúc của một cặp vợ chồng trẻ mà Dạ. đi tìm cái nơi thanh bình. Thì như vậy, tức là cặp vợ chồng trẻ đó đã thấy được cái đất Di Linh là một cái đất rất là lãng mạn, rất là đẹp đẽ để họ lập nghiệp ở đó với tâm hồn của một nhà văn sĩ hoặc là một nhà thi sĩ. Rồi như chúng tôi được biết tại đó cũng biết bao nhiêu người đã, nhất là các nhạc sĩ đã Vâng. gợi hứng của đất Di Linh cũng như ở Đà Lạt để Ừ. làm thành ra những bản nhạc bất hủ, Dạ vâng. thành ra cái phong thổ cũng như cái con người, cái khí hậu, cái hình ảnh làm cho tất cả những cái đó nó tạo cho những thi hứng, nhạc hứng của văn nghệ sĩ chúng ta thời bây giờ. Nếu nói đến vấn đề này thì có lẽ là Phiến Đan cũng xin chia sẻ với quý vị là một số các nhà nhạc sĩ nổi tiếng và với những nhạc tình mà thi vị như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, các ông đều chọn những nơi mà ướt át, nhiều sương mù, lạnh lẽo để mà sống như ngày hôm nay. Thì có lẽ là muốn giữ lại cái nguồn thi phú hay là những cái thi vị để mình làm nhạc hay ca hay như thế nào đó. Mà Phiến Đan thấy nếu mà các nhạc sĩ mà ở miền Nam Cali thì hầu như là nhiều người Phiến Đan thấy sáng tác hùng ca, đấu tranh ca nhiều hơn, có lẽ là tại vì cái khí hậu nó nóng nó cũng tạo cái sự sôi sục trong cái tâm khảm của mình. Cái này là một cái câu chuyện nói đùa thôi quý vị. Thế nhưng mà thưa giáo sư, vậy thì đối với giáo sư Di Linh, kết quả của ngày hôm nay thì Di Linh có thay đổi gì không? Nếu giáo sư không về nhưng mà giáo sư có nghĩ rằng là cái nền chính trị mới hiện nay nó sẽ thay đổi Di Linh không còn cái bộ mặt đẹp hay là thơ mộng như ngày xưa không? Chắc chắn là như vậy. Cái hình ảnh thơ mộng đẹp đẽ ngày xưa của chúng tôi đi, mà riêng cá nhân của tôi được cảm nghiệm về Di Linh, được trông thấy về Di Linh á, thì nó rất là lãng mạn, đẹp đẽ. Nhưng mà qua những hình ảnh cũng như câu chuyện của chúng tôi được nghe lại và được bạn bè kể lại, Di Linh bây giờ không còn như xưa nữa. Tại vì sau năm 1975 thì phe thắng cuộc, tức là bên kia, người dân ở miền Bắc và miền Trung, một số rất đông đã đổ tràn vào Di Linh. Và với tư cách là những người thắng cuộc thì họ muốn làm gì cái phần đất đó họ làm thì họ làm. Thành ra từ cái xây cất, cái sự phân chia đất đai nó làm cho bộ mặt Di Linh thay đổi hẳn và nó trở thành có lẽ là vô trật tự và cũng không còn đẹp giống như ngày xưa nữa. Đó là những chúng tôi được biết cho tới ngày nay. Và người dân thì chắc chắn là sẽ phải thay đổi cái tính tình cũng như là một cái thái độ của những người miền Bắc tràn vào, thì với cái thái độ của người thắng cuộc sẽ làm cho những người dân nói chung có những thái độ nó thay đổi hẳn, khác hẳn đi, và sự hòa nhập giữa hai bên
nó không còn giống như xưa nữa, không còn tất cả là màu hồng giống như xưa nữa, mà sẽ có những cái không được đẹp lắm đã đang và đang xảy ra. Thật là một sự đáng tiếc các bạn ạ. Thưa quý vị, để mà chúng ta kết thúc buổi nói chuyện phần thứ nhất về Di Linh và những gì mà giáo sư Phạm Bá Đức sẽ nói với chúng ta tiếp theo, thì Phiến Đàn mời quý vị nghe một nhạc khúc Đà Lạt Hoàn Hôn. Và với những cái hình ảnh minh họa về Di Linh mà một số nhiếp ảnh gia đã thực hiện, mà Phiến Đàn trích từ tuyển tập Di Linh ngày hôm nay. Phiến Đàn nhân đây thì cũng cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị, và mời quý vị theo dõi tiếp các chương trình sau của Leader Sài Gòn TV. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc, một đêm an bình. Xin kính chào quý vị. Chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tim Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương xa mua, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Người đi trong bóng cô đơn, khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhạc hoa thấy lòng buồn không bến bờ. Gần nhau xa nhau mây nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương ra mùa, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Xe tâm hồn người đi trong bóng cô đơn, khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhạc hoa thấy lòng buồn không bến bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi.
gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi, Đà Lạt nơi Đà Lạt nơi.